Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Học viện Pha chế Sunny. Mình là barista Đức Hải. Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một món, đó là món hibiscus chanh leo. Để làm được món đồ uống này, mình còn có những nguyên liệu như sau. Đầu tiên thì sẽ là trà ô long vàng và trà hibiscus. Cách ủ trà thì các bạn có thể xem ở cái link mình đã để ở phía dưới. Tiếp theo, nguyên liệu ở đây mình sẽ sử dụng thêm là sinh tố chanh leo có hạt của Octopus ạ, siro chanh leo của Octopus ạ, và mật ong. Để tăng độ fresh cho cốc nước, ở đây thì mình sẽ sử dụng thêm một chút chanh leo tươi ạ. Với chanh leo tươi này thì mình đã lọc rồi ạ. Và bây giờ mình xin phép để bắt đầu món đồ uống này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là 60ml ô long vàng. Tiếp theo, sinh tố chanh leo có hạt 20ml ạ. Siro Octopus chanh leo ạ. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là 15ml ạ. Mật ong ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ khuấy qua để cho mật ong của chúng ta có thể được tan hết. Tiếp theo sẽ là 150g đá. Sau đó chúng ta sẽ shake các hỗn hợp này lên ạ. Ở đây thì mình sẽ cho thêm đá vào. Và cuối cùng thì mình sẽ đổ lên đây là 90ml hibiscus. Mình sẽ đờ co lên trên là một bông hoa chanh leo mình đã cắt và thêm một bông hoa atiso. Thêm một chút chanh leo tươi ở trên ạ. Vâng, mình vừa hoàn thành xong món hibiscus chanh leo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube của Học viện Pha chế Sunny. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.